cha cha ra cha la 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 cậu vừa đủ xoài sung sấy. Giữa thôi rời ta bên nhau một chiều tan lỡ đường cổ như xưa chậm chậm bước ta về. Dạ. Em đang làm gì vậy? Em đang gọt củ cải đó chị. Trời ơi, cái này mà là củ cải hả? Cái này là trứng vịt. Còn củ cải là bên này. Trời đất ơi, cái trứng vịt mà tưởng lộn là củ cải. Bữa nay nhìn em lạ lắm nha. Bình thường là róc ráp lắc như điên dại muốn rớt khớp xương ra ngoài. Tự nhiên bữa nay chuyển quen nghe nhạc êm dịu là sao vậy? Đừng nói với chị là nhớ thương anh nào nha. Không, em đang nhớ nhà. Tại ở trong này em cũng chưa có quen nữa. Em mà không biết nhà tìm đến nhà chị thì chắc giờ này em đang ngủ gầm cầu cũng nên. Đừng có nói vậy. Dù sao cũng một giọt máu đào hơn ao nước lã mà. Với lại từ hồi có em với Sầu Riêng về nhà này á, nhà ngủ quả mới lại đông vui như hồi xưa đó. Cảm ơn chị. Ồ, mà sao á, em nhớ là sao mà chị gặp được Sầu Riêng ta? Chuyện về Sầu Riêng á hả? Dài lắm. Quê hương là chùm khế ngọt cho con trèo hải mỗi ngày. Quê hương là đường đi học trời. Con về rộp bướm vàng bay. Quê hương là con mệt quá buổi trưa nắng cháy da người. Tác giả cạo đầu mày đó nghe tự nhiên đổ văn người ta. Trong khi đó bà nội thì đang cạo da con. Hồi nãy giờ con đâu có thấy con đòi nhỏ diều biết chứ bướm vàng gì để mọi nói nội nói đâu. Chỉ thấy nắng không à. Đúng rồi nên nội. Nội ơi, con biết là khi mà ánh nắng trong ánh nắng có chứa tia cực tím, khi mà nó chứa vô tay của con, vô da của con thì nó sẽ làm cho da của con bị tàn nhang, rồi sau đó sẽ chuyển qua là nám, rồi cuối cùng là ung thư da. Lâu lâu mới có dịp về quê một lần, tập trung mà ngắm cảnh đẹp kìa, ở đó mà than với thở. Trời nói cảnh quê mình đẹp bá cái bù tiếng luôn nội, con chụp được quá trời hình luôn nè. Ừ. Hai con có cái con lớn đầu này nè. Mới đi có chút xíu cái than à. Mày nhìn lại mày coi cái mà bết bết tai, bết mỏ, bết họng, bết tán gì. Tóc tai gì thì dựng ngược hết trơn trời rồi đó nè, dù rồi che nè. Nắng chỗ nào nó vô đâu mà chỉ tao coi coi. Đây. Thôi, 10 đầu ngón tay. Đúng rồi nội, kiểu vậy nó bị ung thư móng tay cho coi. Đó. Mày lo xách dù không rồi để chị hai mày xách hai cái vỏ nè. Nè, quê hương nếu ai không nhớ sẽ không lớn nổi thành người. Nội, không nhớ là không gì nữa. Không nhớ là không nhớ đó con. Đây, còn chút xíu nữa tới rồi. Đẹp quá. Thấy nội có mệt đâu, về quê mà mệt như vậy. Trời ơi, nội có sách gì đâu nội mệt. Đúng rồi đó. Cái dù với cái quạt không à. Mày nghĩ sao mà mày biểu tao sách đồ hả? Sống không có công bằng gì hết á. Tới rồi, vô đây. Trời ơi, mưa tới rồi nè. Ủa không biết nó có nhà không ta? Có ai nhà không? Nội đi vô chi xứ khỉ ho cò gái này vậy? Ủa? Con, nhớ bà không dạ? Vì sao nào đưa bà tới đây? Nội em á, bà Chính nè. Gia đình ngũ quả nè. Chết rồi nội ơi. Bà Chính, hả? Bà có nhận ra con không? Mết. Con mết nhận ra tao à? Bà Chính, bà có khỏe không? Khỏe hơn. Bà xuống đây hồi nào á, sao bà không nói con một tiếng để con ra con đón bà? Trời ơi, để bất ngờ vậy mới vui chứ. Sầu Riêng ơi, Sầu Riêng, ra đây con, ra xách đồ cho bà Chính với mọi người đi con. Dạ chị. Dạ. Sai. Dạ. Bà Chính với mọi người đi con. Con chào bà, chào mấy cô.
Seri. À, dạ không phải, con là sầu riêng chứ không phải Seri. À, không phải. Cái gì vậy? Chị nói nó thắt bím á, nhỏ nhỏ trắng trắng. Ê cha Seri à? À đúng rồi. Con của nó là Seri đi học xa, nó nhớ chứ không gì hết trơn trời á. Nó tên là sầu riêng, con gái con. Vậy hả? Dạ. Ừ, cũng đẹp gái quá hen. À nè, con đứng đó làm gì nữa? Con xách đồ phụ bà chính với mọi người đi. Dạ. Mọi người vô nhà đi. Dạ. Không. Để máy tóc với cái tóc giống lên cho mọi người nghe. Dạ. Vô mọi người đi theo con. Đi vô nhà, vô nhà. Nói, nói đứng tạo dáng mà chụp hình cho nội. Sao biết rồi con ơi, đi chụp hình đi con. Ra coi, đẹp quá. Yeah. Ta lâu lắm rồi không về thăm lỡ chốn xưa. Ta lâu lắm rồi không về đi qua cái cầu dừa. Cầu dừa trơn trượt lắm em ơi. Đi mà không khéo té như này tao thiệt chứ phải chơi vậy. Thiệt tình á. Sao không? Ơi. Đi mà không khéo té như thiệt. Mọi người có thấy phong cảnh quê mình đẹp không? Đẹp. Quê mình đẹp quá trời quá đất luôn. Dạ. Mà tới giờ mới thấy đẹp. Tại nó biết sao không? Hết sách vỏ rồi. Hồi nãy con thấy quê mình nó nặng nặng sao đâu á. Bây giờ con mới thấy quê mình đẹp thiệt đẹp. Sầu riêng nè. Dạ. Con có tính đi học đại học tiếp không vậy? Nhà đâu có tiền đâu mà đi học. Nhà không có tiền đi học rồi. Nhà không có tiền. Cô ơi. Dạ. Nhà con không có tiền sao cô vui vậy? Ờ con ơi, tâm lý cổ bất thường lắm, nhiều khi cổ cười vậy chứ cổ đang buồn đó. Nè con. Dạ. Nghe bà nói nè, con phải đi học chứ, học để mà đổi đời. Bây giờ con lên nhà của bà đó. Ừ. Cái đồ con đi học nó tiện dữ lắm. Nè, con sẽ cho tiền con đi học đại học nhé. Dì rất là khuyến khích chị học hành nên dì sẽ ủng hộ con toàn bộ sách vở luôn, chịu không? Con kém lắm, thôi con ngại lắm. Không ấy, con nhận làm con nuôi của gia đình đi. Đúng rồi. Dì cầu đây nè, có đứa con á là y chang như con vậy đó, nó nhớ là con đó dữ lắm. Con nhận nghe là bây giờ dì cầu làm mẹ nuôi đi. Con tâm nuôi tội. Ừ. Con thích không? Con sao? Con thấy được á. Con đồng ý. Hả? Mà con có chắc là má con đồng ý đâu. Má con khó lắm. Được rồi, cái chuyện đó để đây, ở đây gia đình thì thuyết phục đúng má rồi. Con cho con lên đi học có tương lai mà. Chụp hình với mình con, chụp hình gia đình. Không, tính cách thì mình giữ dâu cho mình. Chính rồi, chết rồi, mất rồi. Mất gì vậy bà? Chết rồi. Ngưng gì vậy? Tắt nó cái gì vậy? Mấy đứa tắt nước giùm, mấy đứa nhỏ kìa. Tắt gì? Nước chết rồi rồi. Bà làm cái gì vậy? Bà nói đi thì bà nói đi. Tắt nước ngay và luôn. Rồi chuyện này còn quan trọng hơn. Con sầu riêng nó bị bọn buôn người dụ dỗ rồi. Trời đất ơi, con sầu riêng bị dụ dỗ hả? Đi đâu vậy? Trời đất ơi, tôi phải đi báo công an. Nó dụ dỗ con tôi, nó lừa bán con. Dạ mà báo cái gì? Bà bình tĩnh. Chưa có đi bán. Nó mới có dụ hoài, nó chưa có mang đi. Trời đất ơi, thì bà phải nói rõ ràng chứ, bà nói không rõ ràng rồi làm tôi hiểu lầm. Rồi. Mà cái bọn buôn người đó là ai vậy bà? Cái bọn buôn người đó còn ai xó lạ là dòng họ nhà bà. Trời ơi, dòng họ nhà bà. Hồi nãy tôi thấy tôi đang ngồi kia, nó hơi dụ dỗ con sầu riêng. Hơi dụ dỗ là sẽ đưa con sầu riêng lên Sài Gòn này kia. Đủ thứ chuyện hết. Dòng họ nhà tôi hả? Rồi bây giờ làm sao? Rồi bây giờ làm sao? Má ơi, má tin sốt dẻo má ơi. Má ơi, tin sốt dẻo. Sốt dẻo má ơi, tin sốt dẻo má ơi. Má cô cầu nói là cô cầu nhận con làm cô nuôi. Xong rồi hả, cô cầu hả sẽ nuôi con học luôn đó má. Thiệt hả con? Dạ thiệt, tin chính xác 100% luôn má. Má đồng ý nha má. Má đồng ý nha. Nha. Đồng. Vậy là má đồng ý đó. Vui. Thôi con đi qua, con báo cho bạn con biết, cho bạn con vui chung với con nha. Tao con đi nha má, nha má. Ê, Sầu Riêng. Vui quá à. Trời ơi, con rất bình tĩnh. Bình tĩnh sao giờ. Bà từ từ đi. Bà thấy không, tôi nói chính xác không? Cái chiêu đó là tôi thấy dùng hoài luôn á. Nhưng mà bà đừng lo,
Sao? Có cách gì không bà? Sau khi mà tôi nghe câu chuyện đó là tôi đã nghĩ ra cách rồi. Má sao bố nắng sành éo vậy làm sao? Trời ơi, buông ra coi. Không được nội ơi, trời ơi, nội đâu? Cầu đâu? Ơi, cầu. Trời ơi, trời ơi, sao vậy nè? Trời ơi, ngủ mà còn ăn chôm chôm. Má ơi, trời, con bị gì vậy nè? Ai trói con vậy nè? Cầu. Nội, nội. Tự nhiên con đang đi chụp hình chôm chôm, một bóng đen bí ẩn xuất hiện. Rồi con xỉa mất tiêu. Trời, con bị vậy luôn á nội. Trời ơi, còn con đang ngửi mùi mít thơm tho. Tự nhiên mùi thơm tho nó chuyển thành mùi thơm thẩm. Ê trời ơi, chuyện gì xảy ra vậy nội? Trời ơi, ai trói bay hả? Ai trói hai đứa bay? Con trói đó hả? Má, ủa trời ơi, mít. Má, chị mít bay lại vậy? Tự nhiên bay trói hai đứa nó là sao? Bà còn hỏi con nữa hả? Con thương gia đình mình biết bao nhiêu mà bà nghĩ sao bà về đây bà âm mưu bà định bắt cóc con gái con lên Sài Gòn để bà lừa bà bán nó đúng không bà Chính? Ai nói làm gì có? Ai nói vậy? Tôi nội đó. Đó, cái con quỷ mày ăn cắp rồi cho tao kêu công an cầm đó. Bây giờ tôi không ăn cắp nha, tôi lụm nha. Lụm hả? Của con, của con. Mày nghĩ sao vậy hả? Mày nghĩ sao mà mày nghe lời cái con quỷ bông bụp này vậy hả? Hả, mà nói là bắt cóc con gái của mày tại vì thấy con mày học dở dang, muốn cho nó lên đại học, tội nghiệp cho nó. Gia đình mày nghèo, con cầu có con đi học xa, thấy nó thương muốn nhận nó làm con gái để nuôi nó đi ăn học, chứ vậy là bắt cóc mà. Trời ơi, tao con ơi, xin lỗi quý vị. Bà nói đi. Tôi nói thẳng luôn nè, hồi nãy ở ngoài kia hả, hồi chỗ á, tôi nghe gia đình mấy người dụ dỗ con sầu riêng đưa nó lên Sài Gòn ăn học. Nói thật lòng, đây quê mùa thiệt, ha, không biết chữ nhưng biết nghe đài. Mấy chuyện này hả, xảy ra hoài à. Vụ lên ăn học nuôi cho lớn xong thì bán kiếm tiền thêm hả? Đó bà thấy chưa? Trời ơi, bà này nói chuyện như bà điên vậy. Chị tỉnh táo mà sao nghe bà điên này vậy hả? Im đi, bây giờ có con ở đây rồi, con không có để cho mọi người bắt cóc nó đâu. Tình nghĩa bao nhiêu năm không bằng một câu nói của người lạ nữa. Chị hiểu làm rồi chị ơi. Thôi, người ta đã không nhận tình cảm gia đình mình á thì mình về Sài Gòn với nội, đừng có quan tâm tới nữa. Bây giờ bay không cần thì thôi, tao cũng không cần thiết gì mà dẫn con bay lên ăn học đâu. Con mở trói lại cho mình đi. Mở trói cho con. Mở trói không có mở trói. Bây giờ không được báo công an. Má, đúng rồi. Chị vừa mở trói. Má nghe con nói nè. Má cậu muốn con lên thành phố để cho con ăn học. Thứ hai bắt cóc con đâu? Mà con nói rồi là chừng nào má cho con đi thì con mới đi. Chứ má không cho con có dám đi đâu. Má ơi má. Nhớ thiệt. Ai nữa đây? Trời, con người tỉnh táo nào vậy? Má không giữ sầu riêng lại cho con hả má? Dì Mít đừng có cho sầu riêng lên Sài Gòn nha dì Mít. Không có sầu riêng á, con chị không có nổi đâu dì Mít. Trời đất ơi, chị nghĩ sao vậy? Dù con tôi có ế đi chăng nữa tôi cũng không gả nó cho cậu đâu. Nghe chưa? Cậu đừng có mơ mộng. Sao chị nói chuyện kỳ vậy? Tụi nhỏ nó thương nhau thì tại vì tôi thấy tội nghiệp con tôi. Con này mà nó đi cái con tôi nó khờ khờ rồi đi luôn, nó điên rồi sao? Chị còn nói nữa hả? Chị chính là cái người mà sắp đặt hết mọi chuyện rồi đúng không? Chẳng qua là chị muốn giữ con tôi lại với thằng này thôi đúng không? Ừ. Chị vừa phải thôi chứ. Đó, chị làm gì mà có được hả? Thì tôi thấy được cho con tôi thì tôi làm. Kêu công an bắt nó đi, nó ăn cắp đồ kìa. Dạ đó, về con. Chuyện là vậy đó. Em thấy hay, hấp dẫn, ly kỳ, như là một bộ phim luôn chị. Không phải phim thường đâu, mà là phim kinh thám, hành động, võ thuật, ma quyền. Nói chung á là phim này bán vé chạy lắm luôn. Được, thì được. Nhưng mà sau đấy làm sao chị? Sau đó hả? Ừ. Thì dĩ nhiên á là sau đó rồi. Trời. Cháy cái gì ạ? Cháy đâu? Một cháy đâu? Cháy cả cái chảo bên hồng của chị. Chết rồi. Trời ơi, mẹ kể chuyện nha. Trưa nay cái nhà nhịn đói hoặc là ăn thịt hầm khét. Cái này còn ly kỳ hấp dẫn hơn nữa nè. Cha 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 la 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 la